Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lập trình bài thứ ba về chip TM324 Discovery, đó là bài sử dụng Hammer ở chế độ Basic kết hợp với Interrupt. Như thường lệ là chúng ta sẽ tạo mới một project sử dụng QMX. Mình sẽ khởi động chương trình QMX lên, tạo mới một project. Ở đây chúng ta sẽ chọn chip quen thuộc là TM324-07 VGTX, mình sẽ click OK. Chương trình sẽ vào phần để cho chúng ta cấu hình các chân. Đầu tiên là mình sẽ cấu hình 4 chân IO là 4 chân da để sử dụng 4 chiếc LED đã được hàn sẵn ở trên bóng mạch, đó là từ chân TD12 đến chân TD15. Tiếp đó là mình sẽ vào phần Reset and Clock Control để cấu hình sử dụng thạch anh ngoài. Thạch anh này có giá trị là 8M đã được hàn sẵn trên bóng mạch. Tiếp đó là phần quan trọng nhất của bài hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng một bộ timer ở chế độ Basic cơ bản. Mình sẽ chọn timer 2 này, chọn nguồn clock cấp cho timer có hai kiểu, một là nguồn clock lộ, hai là nguồn clock bên ngoài. Mình sẽ chọn nguồn clock lộ là ở bên trong. Tiếp đó là mình sẽ vào phần cấu hình clock cho hệ thống. Như thường lệ mình sẽ chọn ở đây là 8M, chọn hệ số chia là 8, chọn hệ số nhân là 336, bật chuyển mạch về vòng quả pha. Rồi, như các bạn có thể thấy là chip đã được cấu hình để chạy với tốc độ 168 MHz, đây là tốc độ tối đa mà chip có thể đạt được. Tiếp đến là mình sẽ sang phần cấu hình này. Đầu tiên mình sẽ cấu hình cho IO trước, mình sẽ chọn tất cả các chân này để cấu hình một thể luôn. Chắc cái chỗ này các bạn cũng đã biết rồi, mình sẽ làm nhanh thôi. Rồi, mình tiếp là phần cấu hình của bài ngày hôm nay, đó là cấu hình timer. Ở bài này, với mục đích của mình sẽ là tạo ra một khoảng thời gian timer là 1 giây để bật tắt các LED. Khi nào timer tràn thì chương trình phục vụ ngắt sẽ có nhiệm vụ là đổi trạng thái của các chân LED đó. Vậy là chương trình của chúng ta sẽ chạy như sau, đó là tất cả các LED sáng trong 1 giây, sau đó tất cả các LED tắt trong 1 giây và cứ thế lặp lại. Ở đây mình sẽ cấu hình các tham số cho timer. Đầu tiên là hệ số chia có giá trị trong khoảng từ 0 đến 65.535. Ở đây là mình chọn 42.000. Rồi, tiếp đó là chọn là chế độ đếm cho timer, ở đây là chế độ đếm lên. Ở đây là chọn cái giá trị mà nó tự động, nó được nạp vào thanh ghi khi mà tràn có giá trị rất lớn. Đây là thanh ghi 32 bit. Ở đây mình sẽ chọn là 1999. Các bạn đừng vội thắc mắc là chỗ này tại sao mình lại chọn các giá trị như thế, thì nữa mình sẽ giải thích sau. Tiếp đến là sang phần Quick Setting. Phần này có nhiệm vụ đó là cho phép ngắt của timer. Đây các bạn có thể nhìn thấy là timer 2 Global Interrupt, nghĩa là ngắt toàn cục của timer 2. Mình sẽ cho phép nó lên. Rồi mình OK. Các bạn có thể kiểm tra tất cả các ngắt mà sử dụng trong chip bằng cái Quick Setting ở ngoài là có rất nhiều các ngắt, trong đó có vài ngắt đã được cho phép sẵn rồi, mình chỉ quan tâm đến cái ngắt mà mình đang sử dụng nó thôi, là timer 2. Tiếp đến là mình sẽ kích vào lúc này để cho chương trình sync code tự động. Mình sẽ đặt tên cho bài ngày mai đó là timer basic interrupt. Rồi mình sẽ chọn cái chỉ lưu như này, công cụ phát triển quen thuộc của mình là AMV5. Tiếp đến là mình tiếp tục cái mục này và chương trình sync code tự động, và chỉ copy những cái file mình cần thiết thôi. Sau đó là mình sẽ mở project lên. Điều đầu tiên khi mở project lên của mình đó là mình sẽ phải biên dịch xem là nó có lỗi niếc gì không. Trong lúc mà chương trình đang biên dịch thì mình sẽ chỉnh sửa vài thứ nó nhìn nó dễ chịu hơn. Đây là thói quen của mình rồi. Bài này thì để sử dụng được timer thì việc đầu tiên các bạn phải làm đó là kích hoạt cái timer này lên. Để kích hoạt timer thì các bạn vào lệnh function này, sau đó là tìm đến cái thư viện chứa cái
module mà bạn muốn thao tác. Ở đây là mình đang muốn thao tác về Tamer, mình sẽ chọn thư viện là Tamer đây. Mình sẽ kích vào, các bạn có thể thấy là rất nhiều các hàm được sổ ra ở đây. Đó, phải đến mấy chục hàm, trong đó là chúng ta chỉ quan tâm đến những hàm mà chúng ta cần thiết thôi. Ở đây mình sẽ sử dụng cái hàm này, đó là Tamer Start IT, có nghĩa là khởi động Tamer và khi nào Tamer tràn thì nó sẽ nhảy vào ngắt. Mình sẽ copy cái này vào. Đó. Mình sẽ paste vào đây. Tamer này có một tham số truyền vào, đó chính là cái tham số mà chương trình QMX nó đã sinh ra cho chúng ta ở đây, đó là Tamer handle try dev htm2 truyền ở đây. Như thế này xong thì là các bạn đã cho phép Tamer. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ viết chương trình phục vụ ngắt của Tamer. Khi Tamer tràn thì CPU sẽ nhảy vào chương trình ngắt này. Vậy chúng ta sẽ tìm cái chương trình ngắt đó. Đây rồi. Đó. Chương trình ngắt đó là Tamer period escalate callback. Đây, các bạn có thể nhìn thấy dòng chú thích đây. Cái hàm này không nên được chỉnh sửa, khi nào mà cần thì nó sẽ được thực thi ở trong file của người sử dụng. Mà mình thì bây giờ đang cần thực thi cái hàm này, mình sẽ copy cái hàm này và paste vào trong hàm main PC của mình. Đây chính là chương trình ngắt của Tamer. Ở đây thì cái chương trình này là cái chương trình ngắt Tamer chung, nghĩa là tất cả các Tamer từ Tamer 1, 2, 3, 4, 5, cứ Tamer nào mà sinh ra ngắt thì nó sẽ đều nhảy vào cái chương trình này. Vậy thì mình phải kiểm tra xem là cái Tamer nào mà nó sinh ra cái ngắt thì mình viết cái chương trình phục vụ ngắt cho cái Tamer đó chính xác. Ở đây mình muốn kiểm tra xem là có phải cái Tamer 2 của mình nó vừa sinh ra ngắt không. Mình sẽ kiểm tra đơn giản bằng cái lệnh như thế này. Mình sẽ kiểm tra cái tham số truyền vào này, cho đến cái instant, nghĩa là cái thể hiện của nó, xem nó có bằng với cái mà mình vừa khai báo ở trên không. Nếu mà đúng bằng thì chứng tỏ là đúng với Tamer mà sinh ra ngắt là mình cần. Ở trong này thì mình sẽ làm cái nhiệm vụ như đầu bài mình bảo đấy, đó là đổi trạng thái của tất cả các led mà mình đã khai báo. Mình sẽ sử dụng cái API có sẵn đây. Như thế này là chương trình ngắt đã, phục vụ ngắt đã viết xong. Mình sẽ thu gọn cái này vào và mình sẽ tiến dịch chương trình. Đó, cái kit F4 của mình đã được cắm sẵn vào máy tính rồi. Mình sẽ vào luôn cái phần option này, chỉnh cái thông số rất đơn giản thôi, đó là reset and run. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đặt code xuống cho bo mạch. Đó, chương trình đã là code xong. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cái kit của mình, bốn led nó đã nhấp nháy, đúng là sáng 1 giây và tắt 1 giây, đúng theo yêu cầu đề bài đã đặt ra. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại để giải thích cho các bạn cách cấu hình cái Tamer này. Đầu tiên là mình muốn chỉ cho các bạn là đây. Các bạn có thể chú ý là cái bus APB1, tất cả các Tamer đối với cái bus APB1 sẽ có tần số đầu vào là 84 MHz. Những cái Tamer mà lối với cái bus APB2 cũng có đầu vào là 84 MHz. Các bạn có thể kiểm tra cái này một lần nữa bằng cách là xem mở cái sơ đồ khối của cái chip ATM32F4. Đây chính là block diagram của nó. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là Tamer 2 chúng ta đang sử dụng ở đây là lối vào cái bus APB1 42 MHz ở đây. Rồi, chúng ta sẽ quay lại nhé. Đấy, khi vào phần cấu hình cho Tamer, chúng ta chọn hệ số chia ở đây là 42.000, thì có nghĩa là tần số cấp vào cho bộ Tamer này là bằng 84 MHz chia cho 42.000 sẽ còn là 2 kHz, đúng chưa? 2 kHz. Vậy tần số cấp vào là 2 kHz thì chu kỳ của nó sẽ là 1 chia cho 2.000 Hz, đó là bằng 0,5 mili giây. Mà bây giờ mình muốn tạo một khoảng thời gian là 1 giây
thì mình sẽ lấy một giây chia cho cái 0,5 mili giây đó là ra 2000 cái vòng lặp. 2000 cái vòng lặp ở đây thì nó sẽ mất thêm một chu kỳ nữa, khi nó đếm từ mình đang chọn là đếm lên đúng không ạ, thì nó sẽ đếm từ 0 đến 2000 thì nó sẽ thêm một chu kỳ nữa để nó nhảy vào ngắt. Vậy thì nó sẽ bị thừa ra một cái vòng lặp. Vậy mình sẽ trừ đi một bước thì là thành 199, nó đếm đến 199. Xong rồi nó phải thêm một chu kỳ nữa để nó nhảy vào ngắt thì sẽ là thành 2000 bước. 2000 bước mà nhân với cả 0,5 mili giây thì sẽ bằng 1 giây. Đó, cách tính của cái timer là như thế. Đó, xong rồi các bước thì các bạn làm như mình vừa chỉ. Rồi, hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sau.